Dư Gan đó, Dư Quốc Thịnh có bán gạo 0949063570. Tao có bán Dư Gan đó, mình đứng bên lề bên đây mình quay. Dư Gan chợp thì đi, đó cái ruộng Dư Gan là ở trong đó, trong đó là ruộng Dư Gan đó. Chú Quốc Thịnh có bán gạo nha, 0949063570. Bước qua lộ bất tiện. Nên ta bán Dư Gan. Đó, bán Dư Gan. Cái Dư Gan ta dở lên đó. Thịnh có bán gạo nha, 0949063570. Có vô xem nhớ cho mình một cái đăng ký nha, là mình mới có cái động lực mình quay mấy cái chuyện nhà quê cho coi. Đó. Đó, bán Dư Gan, cái Dư Gan đó các bạn. Có cái đường ở trong, ở phía trong đó là ruộng Dư Gan. Nằm đấy, cái này nằm ngay quốc lộ 80. Xã An Nhơn, thị trấn xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha, cái này là quốc lộ 80. Đó. Phía trong là ruộng Dư Gan, người ta có cái chòi nó ngồi nó giữ đó. Tối ta ngủ thì giữ. Hoặc là giấc trưa người ta làm, người ta mệt, người ta vô đó có chỗ người ta núp. Đó, Dư Gan đó thấy không? Dư Quốc Thịnh có bán gạo nha. 0949063570. Đó. Em dễ đây, em tất cả các loại giấy tờ bán ra luôn rồi, ra đến chỗ. Thì mình không có mua. Đó, phía trong là ruộng Dư Gan. Phía trong là ruộng Dư Gan nha. Mua qua qua rồi qua lộ xe quá trời xe. Để qua quay cho cái. Khó hòa lắm đó. Có lộ gây cho nó rõ nè. Để xa quá. Dư Gan vậy là nhiêu ký hả cô? Dạ 10.000 ký. 10.000 ký à? Vậy là trái này 1 ký không? Dạ. Trái này 1 ký không? Trái ký mấy 2 ký có. Dạ. Dư Gan đây đó, phía trong là ruộng Dư Gan đó nha. Có đẹp. Mười ngàn ký. Cái này mình trồng bao lâu thì nó mới có trái bị lớn vậy? Hai tháng, hai tháng mấy nha. Thì sang gửi hái rồi. Dạ. Sao mình không để dưa này mình bán luôn mà bán như muối con? Phải tiễn cái kia ra chứ để cái này không trái không có nhiều. Vậy sao? Dạ. Bán cái này bả mới lượm tiền vô cái hai cục hai cục cục để nó phải bán chết đâu nha. Bả bán không có tiền thắng lắm rồi, lỗ luôn á. Dư Gan đây bán ngay quốc lộ 80 nha. Giữa cầu cái tàu hạ với cầu cầu mua cái này thuộc xã An Nhơn này. Đó có ruộng dưa ở trong đó. Thì chị nào bà mới hái không biết, tôi vô tôi quay. Chị nào bà mới hái? Chắc này là hết chưa, 9 giờ tới cỡ 2 giờ mới có nữa. 2 giờ mới hái nữa. Sẽ ngộ hả? Vậy sao? Trái này 10.000 thôi. Trái nhỏ này nữa nè. Có mua bọc cái gì tôi đi ngang tôi đưa cho. Bọc gì? Bọc. Bọc đựng á. Trái nhỏ này nè. Này nha. Chắc 5.000 quá, trái nó bị hư rồi. Rồi, hai trái này lấy cho 15.000 thôi. Rồi bà để riêng trái nào riêng ra nha. Mua vô lòng phát quay phim vậy đó hả? Không phải, quay cho mấy người xa coi. Hả? Quay cho mấy người ta xa người ta coi. Chứ sao? Trời ơi, thiệt tình phiền thiệt. Cảm ơn làm phiền. Có
có mua gạo ghé mua giùm nhà cái chỗ Sở Huệ chú Chính Hưng dùng răng á, dùng răng á. Biết nhưng mà tại không có quay. Dạ, năm nay là lâu rồi. Như vô này bán lâu lắm rồi. Dưa nhiều lắm. Đó là vụn dưa, dưa này nha. Vụn dưa đó. Vụn dưa nè. Nhưng mà 2-3 giờ nó mới có chín nữa. Nó phải còn ở trong đó. Nó còn để ở trong đó thấy không? Còn để ở trong. Còn để trong đó, đó. 2-3 giờ nữa nó mới chín nha. Sẵn rồi đi ngang gặp quay liền. Trời ơi chưa ăn sáng nè. Ai cái vô nhớ cho mình một cái đăng ký. Cảm ơn nha, tao trồng dài vậy đó. Đó, tao trồng dài vậy đó. Đó. Dưa đó, dưa để trong đó. Thôi xin kết thúc nha các bạn. Xin kết thúc cho mấy trái dưa này đi.